Theo nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì Đà Nẵng có vai trò quan trọng trong sự phát triển vùng và được xác định trở thành trung tâm nhiều ngành lĩnh vực, trong đó có y tế. Mục tiêu phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu đang từng bước được thành phố hiện thực hóa với bước đi cụ thể. Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương. Bằng sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các bác sĩ đã chữa lành cho một bệnh nhân quê Quảng Nam, trước đó được chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn 3. Đây là bước tiến vượt bậc trong điều trị, thể hiện trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ trong làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Các bệnh lý về máu ác tính thì bệnh viện Đà Nẵng gần như chúng ta chuyển tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là các cái tuyến trung ương cao hơn. Nhưng mà là từ năm 2020 thì chúng tôi cũng đã có cứ chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học Trung ương và bệnh viện cũng cử gần như rằng là 6 cái ekip cùng một lúc đi đến bệnh viện Huyết học Trung ương để chuyển giao công tác ghép tủy. Là cánh chim đầu đàn của ngành, thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã có những bước tiến quan trọng trong áp dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu, giúp cứu sống nhiều trường hợp hy hữu. Ngoài ca ghép tế bào gốc tự thân nói trên, đến nay bệnh viện cũng đã thành công ghép thận hàng chục ca và thực hiện ghép tế bào gốc điều trị chấn thương tủy sống khá sớm. Cùng với Bệnh viện Đà Nẵng, thì Bệnh viện Phụ Sản Nhi và Bệnh viện Ung Bướu cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu. Trong khi đó, hệ thống y tế bộ ngành và tư nhân trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã đầu tư và có bước phát triển quan trọng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, cũng như chia sẻ giảm quá tải cho hệ thống bệnh viện tuyến thành phố khi lượng bệnh nhân ngoại tỉnh tăng lên hàng năm. Ở trên đoạn này, chúng tôi có hệ thống MRI 1.5 Tesla và hệ thống CT 128 slide để phục vụ cho việc chụp và xử lý các hình ảnh mà mang tính cao cấp hơn. Ở khoa nội, chúng tôi có hệ thống nội soi tiêu hóa phát hiện ung thư sớm. Đây là một trong những cái tiến bộ của ngành nội soi để giúp phát hiện được những cái bệnh lý ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn rất sớm, ở giai đoạn ở niêm mạc thôi. Chúng tôi cũng đang phát triển cái hệ thống DSA giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mạch máu, bao gồm mạch vành, mạch não, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta thấy rằng cái vấn đề đột quỵ là một cái vấn đề mà đang trở nên phổ biến. Bệnh viện sắp sửa triển khai cái kỹ thuật DSA và bệnh viện cũng đang có cái kế hoạch để mà triển khai cái một cái trung tâm y học hạt nhân xạ trị cho bệnh nhân, điều trị cho những cái bệnh nhân ung bướu. Ngoài ra thì bệnh viện đang thực hiện đưa các cái ứng dụng công nghệ và đặc biệt là AI vào trong việc chẩn đoán. Sau trung tâm tim mạch được đầu tư khang trang hiện đại, đến nay Đà Nẵng cũng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc, trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời, hiện cũng đang triển khai cùng lúc hai dự án để cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phụ Sản Nhi. Hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ hiện đại cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao. Mục tiêu phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu sẽ sớm được hiện thực hóa.